K75 các bạn. Cái này mình làm 2 trong 1 các bạn, vừa sử dụng thun tròn được mà vừa sử dụng thun dẹp được ha. Ở đây là mình khoan cái lỗ từ trên xuống các bạn. Ở đây mình cứ nhét cái viên bi vào, mình giữ cái dây thun lại ha. Ok, hôm nay mình sẽ test cái bật lửa bên đây các bạn. Rất là ok nha các bạn. Rất ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ thay cái bộ thun dẹp vô và mình test luôn các bạn xem nha. Ok. À, ok các bạn. À, sau khi thay bộ thun dẹp thì mình sẽ thay cái mục tiêu test luôn các bạn. Thay thun dẹp thì mình sẽ test ở khoảng cách xa hơn các bạn. Treo ở ngoài cái cây ở đây. Rất là may mắn nha các bạn. Rất là may mắn nha các bạn. Rất là may mắn ha. À, do là cái thun dẹp và cái lực của nó khá là tốt các bạn, cho nên là mình sẽ test xa được các bạn. Còn cái thun tròn cái lực của nó rất là yếu ha. À, rất là may mắn nha các bạn. À, đây là cái Sabuche chạc 7.5. Rất ok ha. À, rồi cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều món ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.